Thất bại 0-2 trên sân của SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước đã khiến Thành phố Hồ Chí Minh không thể gia tăng cách biệt với câu lạc bộ Hà Nội. Dù nhà đương kim vô địch cũng không thể giành 3 điểm rời sân Pleiku sau vòng 12. Và với việc thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dễ dàng vượt qua câu lạc bộ Sài Gòn ngay tại hàng đẫy vào tối qua, chắc chắn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phần nào cảm thấy hơi nóng từ phía sau. Nhất là khi họ sẽ phải chạm trán một Thanh Hóa đang chơi như thể ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa này. Đã vậy, trước thêm cuộc so tài này, huấn luyện viên Chung Hae Song còn hé lộ thông tin về việc tiền vệ Phi Sơn vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất cho trận đấu ngày mai. Tuy nhiên, với lối chơi chặt chẽ mang tính tập thể cao, sự vắng mặt của cầu thủ người Nghệ An có lẽ không ảnh hưởng nhiều tới mặt trận phòng ngự của đội chủ sân Thống Nhất. Thậm chí, thất bại trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu trước mới là lần thứ hai chứng kiến thủ thành Thanh Thắng phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn một lần ở mùa giải năm nay. Phi Sơn chưa hồi phục 100% và bản thân là người quản lý cầu thủ, tôi không thể mạo hiểm với cậu ấy. Tôi cần một cầu thủ sẽ sẵn sàng ra sân với toàn đội ở thể trạng tốt nhất. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với điều này. Năm nay tôi đã nói với các cầu thủ của mình phải ra sân và nỗ lực hết mình. Ra sân phải khát khao, đội không được để thua nhiều như mọi năm, và nếu có thua thì phải thua thế nào. Chúng tôi phải tìm được niềm vui, không phải vui cho mình tôi. Vô địch lượt đi không quan trọng lắm, mà quan trọng là khi V-League 2019 khép lại, chúng tôi sẽ có vị trí như thế nào. Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang có được sự trở lại không thể ấn tượng hơn sau khi bầu đệ tiếp quản đội bóng xứ Thanh. 4 chiến thắng cùng 3 trận hòa là những gì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có được ở 7 lần ra sân gần nhất. Mặc dù vậy, sân khách có vẻ không phải nơi những Romario hay Đình Tùng có thể vùng vẫy, khi Thanh Hóa vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào mỗi khi xa nhà với 2 hòa và 3 thua. Năm ngoái thì tôi sẽ làm được cái lực lượng của tôi có nhiều cái điều chất lượng và vị trí thứ hai thực ra mà nó tốt hơn được không chứ không phải chỉ đó. Nhà tôi cho rằng mùa giải năm ngoái không phải là mùa giải thành công đối với tôi, mà ít nhất là chúng tôi phải có một thế. Tuy nhiên mọi thứ có thay đổi xoay chiều thì năm nay chúng tôi không có những cái vị thế đó, nhưng mà về cá nhân tôi cũng như là tất cả các cầu thủ nghĩ rằng chúng tôi năm nay có những bản sắc riêng, có những cái sự thay đổi và bắt đầu xây dựng lại đội bóng với thân chất đẹp hơn và có sự tương hỗ giữa cầu thủ cột với tôi và cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho năm tiếp theo. Tôi nghĩ rằng là cái vị trí thứ bảy nó hiện tại liên quan đến hàng đầu nó chưa là gì cả, và với những tính toán của chúng tôi trong mùa giải này tất cả các đội bóng đều nó đều ngang ngang nhau từ nhóm đầu nhóm giữa cho đến cuối, cách biệt rất lớn. Chính vì vậy là chúng tôi vẫn hay là những đội bóng có thể là làm được cũng thế cũng có thể rơi vào vòng xoáy của đội bóng cuối cuối mùa giải hiện nay. Cộng thêm việc Thành phố Hồ Chí Minh chưa từng phơi áo tại Thống Nhất khi thắng 4 và hòa 1 ở 5 lần tiếp khách đã qua, có lẽ cơ hội để Thanh Hóa ca khúc khải hoàn lần thứ 3 liên tiếp là điều không dễ xảy ra.